Cúp tình y bị cư dân mạng chỉ ra bằng chứng cho thấy địa vị không bằng Triệu Lộ Tư. Những điều mà cư dân mạng nhận định không hoàn toàn là không có căn cứ. Cúp tình y là một trong những mỹ nhân nổi đình nổi đám của Cbiz. Tuy diễn xuất còn một màu, song cô nàng lại gây ấn tượng với khán giả bởi loạt tạo hình cực đẹp. Bên cạnh đó, Cúp tình y cũng là nữ diễn viên có lưu lượng rất cao. Ngạc nhiên là người đẹp sinh năm 1994 này lại bị cho là có địa vị không bằng đàn em Triệu Lộ Tư. Theo đó, có cư dân mạng cho rằng, ở thời điểm hiện tại, hai nàng tiểu hoa 9X đều đang hợp tác cùng Trần Triết Viễn, nhưng phiên vị lại rất khác nhau. Nếu Triệu Lộ Tư áp phiên bạn diễn trong Vụn Trộm Không Thể Giấu, thì Cúp tình y lại bình phiên với Mỹ Nam họ Trần ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Đây là dấu hiệu cho thấy địa vị của nữ chính Vân Thịt Truyện không bằng đàn em. Rất nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm này. Trên thực tế, Cúp tình y dù có lưu lượng cao, nhan sắc xinh đẹp, nhưng hiện tại Triệu Lộ Tư cũng đang vươn lên cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt, sau thành công của Tinh Hán Sáng Lạn, cô nàng được cho là đã bước vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. Dù chưa thể đứng ngang hàng với Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba, thế nhưng tên tuổi của Triệu Lộ Tư cũng đã nằm ở thấp đầu lưới 95. Nhiều cư dân mạng để lại quan điểm về vấn đề này như sau. Cũng đúng mà, sau thành công của Tinh Hán Sáng Lạn, Triệu Lộ Tư nổi tiếng vượt bậc luôn, nói Cúp tình y địa vị không bằng cũng đâu sai. Triệu Lộ Tư cho thấy sự thăng hạng cả về diễn xuất, nhan sắc lẫn chất lượng phim. Trong khi đó, Cúp tình y vẫn mãi dậm chân tại chỗ không bằng là phải. So thế này cũng không đúng lắm. Cúp tình y nổi tiếng đã lâu, giờ nhiệt độ của cô ấy cũng chẳng hề kém cạnh Triệu Lộ Tư đâu. Chỉ là trong mảng phim ảnh, cô ấy kém hơn chút thôi. Có thể nói, thành công của Tinh Hán Sáng Lạn đã giúp Triệu Lộ Tư thăng hạng địa vị đó. Lối tiểu hoa 95 giờ có mấy ai so được với cô ấy. Vấn đề địa vị, phiên vị trong phim vẫn luôn là chủ đề bàn tán của dân mạng. Tuy nhiên, nếu thật sự Trần Triết Viễn có thể bình phiên với Cúp tình y, chắc chắn sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Trên thực tế, vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn giữa fandom hai nhà, Cúp tình y và Trần Triết Viễn cách đây không lâu, dẫn đến hậu quả là phía Cúp tình y từ chối dùng danh tiếng tuyên truyền phim và từ chối luôn việc sao tác với Trần Triết Viễn. Thậm chí còn có thông tin Trần Triết Viễn đi cửa sau lấy được phiên 1 đẩy Cúp tình y xuống phiên 2. Nếu không phải vì scandal phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ bị đào lại trước khi nổi tiếng, thì Cúp tình y cũng khó có thể giành lại bình phiên như hiện tại. Phía fan của nữ diễn viên bức xúc vì Cúp tình y đang là ngôi sao nổi tiếng hơn, có nhiều tác phẩm được nhớ tên, lượt view cao, còn Trần Triết Viễn mới chỉ là ngôi sao triển vọng. Tuy nhiên, nhà sản xuất đối xử bất công khi đưa nam diễn viên lên trước Cúp tình y. Người hâm mộ lên tiếng yêu cầu phía công ty giải thích, nhưng đến nay, phía Cúp tình y vẫn giữ yên lặng. Quá tức giận, họ tuyên bố ngừng hoạt động để gây sức ép khiến phía đoàn làm phim công ty phải có lời giải thích. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến mỉa mai rằng Cúp tình y dù đóng phim lâu nhưng danh tiếng không tốt, thường vướng thị phi diễn dở, trang điểm quá lố và diễn một màu. Cô không còn là nhân tố mới mẻ thu hút được người xem. Ngược lại, Trần Triết Viễn đang vào danh sách chờ bạo khi hình tượng Đoàn Gia Hứa trong Vụn Trộm Không Thể Giấu nhận được nhiều lời khen. Nam diễn viên còn hợp tác cùng Triệu Lộ Tư, ngôi sao dẫn đầu thế hệ 95. Vì thế nên việc Trần Triết Viễn được ưu ái hơn cũng là điều dễ hiểu. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là series phim game chuyển thể phim nổi tiếng từng lăng xê hàng loạt tên tuổi lớn như Hồ Ca, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Diệt Phi, Lưu Thi Thi. Chính vì thế, các ngôi sao trẻ đều tranh nhau cơ hội để được tham gia dự án đình đám này.